Minh Triệu, đồng hồ hiệu. Xin chào các bạn, mình là Minh Triệu. Hôm nay mình có về trên tay một chiếc Rado. Đây là một chiếc khá là đẹp, sản phẩm nằm trong bộ sưu tập là Dia Master, một trong những bộ sưu tập kinh điển của Rado. Và cái ấn tượng của mình khi cầm chiếc Rado này trên tay có lẽ không thể bỏ qua đến cái trọng lượng. Chiếc này nó thực sự rất là nặng mọi người ạ. Mình không hiểu tại sao mà với một cái chiếc đồng hồ mà có cái đường kính là 41mm mà nó lại có trọng lượng nặng như thế này. Và mình đã tìm hiểu thì cái nguyên nhân đó chính là cái bộ dây của chiếc này được cấu tạo bằng thép 316L đúc đặc. Và nó được làm rất là to dày dặn anh em ạ. Đó anh em thì thấy ạ. Đây là một bộ dây nguyên bản trên chiếc Rado này, với phần khóa được làm bằng titanium. Đó, vật liệu cũng rất là quý hiếm. Và ở chiếc Rado này thì chúng ta còn có một cái vật liệu quý hiếm hơn nữa, đó chính là một cái mặt số được thiết kế bằng cái mặt carbon. Đó, với mặt carbon này thì anh em thấy là nó sẽ tạo ra nhiều cái hiệu ứng rất là đẹp khi mà chúng ta đưa đồng hồ ra ánh sáng, những cái tia nắng nó sẽ chiếu vào làm cho mặt số của chúng ta nó đẹp hơn rất là nhiều. Mặt số sử dụng trên chiếc này là một cái mặt dial màu đen piano huyền bí, và với thiết kế được cấu tạo dưới một cái vật liệu là carbon thì nó sẽ làm cho mặt số của chúng ta nó sẽ có những cái ánh sắc rất là đẹp. Toàn bộ kim cặp bên trong của chúng ta thì được Rado thiết kế bằng thép 316L và được mạ PVD Rose Gold để nó ăn khớp với cả cái hai cái chỉ đế mi ở bộ dây. Đó, bên trong mặt số của chúng ta thì cấu tạo đơn giản với những vành chia phút ở lòng ngoài cùng. Những cọc số được hiển thị rất là to rõ ràng và dưới dạng cọc số vạch, và hai kim là kim giờ kim phút được tạo hình dạng kim lưỡi kiếm. Kim dây chạy rất là mượt vì chiếc này sử dụng bộ máy có tần số rộng là 28.800 VPH. Đó, ở vị trí góc 12 giờ chúng ta sẽ có dòng chữ Rado và một cái logo hình mỏ neo của hãng. Logo này là nó không phải ở trạng thái tĩnh mà nó sẽ chuyển động như một quả bao automatic thu nhỏ, và khi mình nghiêng thì nó sẽ nghiêng theo, rất là hay. Vị trí góc 6 giờ thì sẽ là một ô lệch ngày với dòng chữ là automatic và speedmate, mang trong mình cỗ máy ATA rất là đẹp, thì lát nữa mình sẽ show lên cho anh em xem. Bộ khung vỏ chiếc này thì được thiết kế bằng thép 316L và được tạo hình rất là đẹp. Cái đường kính sử dụng trên chiếc này khá là lớn, là size 41mm, một cái size rất là tuyệt để cho anh em chơi. Những anh em cổ tay to hoặc cổ tay trung bình có thể chơi được từ 16 đến 16.5 trở lên sẽ rất là đẹp. Phần lung càng không quá dài, tuy nhiên thì chiếc này là một cái size mình đánh giá khá là lớn. Ở phần bộ dây thì chúng ta sẽ có một bộ dây được tạo hình cũng rất là đặc biệt, với hai chỉ ở giữa được thiết kế mạ PVD Rose Gold, nó vàng hồng rất là đẹp, sang trọng. Và các cái mắt này nó được thiết kế rất là to nhé, to và dày, cầm rất là nặng chắc chắn. Đi kèm thì sẽ là bộ khóa bướm thôi, với dòng chữ Rado và một cái mã của dây. Toàn bộ là titanium và chúng ta sẽ có chuyện titanium ở đây. Đó. Mặt sau chiếc này thì sử dụng bộ máy nền tảng là bộ máy ATA 2892A2. Với bộ máy này thì anh em sẽ có 21 chân kính, tần số rộng là 28.800 cùng với thời lượng chuyển cốt là 42 giờ. Quả văng được thiết kế một quả văng màu đen rất là đẹp với dòng chữ Rado Squid Zealand. 21 GB Squidmate được triển khắc bên trên. Quả văng được hoàn thiện bởi những cái vân đánh xoáy và những đường kẻ sọc rất là đẹp. Nó tựa như là bộ máy của Longines. Và Longines cũng thường sử dụng những cái bộ máy này để lắp cho những cái sản phẩm của mình anh em nhé. Vị trí 3 lần wheel thì chúng ta sẽ có những cái chuyện như là mã máy, chuyện ATA. Và nơi này chúng ta sẽ có một cái trái tim của đồng hồ, đó chính là hệ thống bộ phận thoát như là vành tóc, vành dây gai, con ngựa. Phần đáy trước này thì sẽ được chỉ khắc một số thông tin là một cái đầu mã sản phẩm này với dòng chữ carbon. Đó, chúng ta sẽ có stainless steel kết hợp với carbon và dòng chữ Rado Dia Master. Đó, đây là bộ sưu tập sử dụng trên chiếc này. Chúng ta sẽ có water resistance trên chiếc này là 10 ATM, độ chống nước khá là cao, lên tới 100m này thì anh em ngoài đi mưa rửa tay chúng ta vẫn có thể đi tắm mà không lo vào nước. Chúng ta sẽ có speedmate và ở đây chúng ta sẽ có thêm một cái số serial number. Một chiếc rất là đẹp. Chiếc này thì bên mình về với tình trạng là chỉ còn đồng hồ. Và sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay thì sẽ có một cái mã quốc tế là Rado 629.0077.3.016. Và nếu anh em ở Hà Nội có thể qua trực tiếp địa chỉ bên mình là 217 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội để lên tay thử sản phẩm. Chiếc này thì đang được bán ở mức giá retail rất là cao, mức giá hơn 70 triệu anh em ạ, anh em check nó sẽ ra nhé. Và trong video này thì bên mình giao lưu lại với anh em mức giá cực kỳ tốt, chỉ 25.500.000 mà thôi. Áp dụng cho anh em ấn đăng ký kênh cũng như là theo dõi video này mới được hưởng mức giá này anh em nhé. Và các sản phẩm bên mình bán ra thì cam kết với anh em là hàng chính hãng 100%. Nếu anh em ở xa thì bên mình có hỗ trợ ship COD, tức là anh em nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán trực tiếp cho bên chuyển phát. Tuy nhiên với sản phẩm chính hãng, sản phẩm giá trị cao, anh em vui lòng cọc cho bên mình 10% bên mình cho hàng đi. Mình nói thêm một chút là chiếc này của chúng ta sẽ có một cái núm chính nằm tại góc 3 giờ với một cái logo hình mỏ neo, và nó được hoàn thiện dạng cạnh khía răng cưa này thì sẽ giúp anh em dễ dàng lên có tay, và chúng ta có thể dễ dàng kéo núm ra để chỉnh lịch và giờ rất là tiện lợi. Ok, và cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo của chúng tôi. Minh Triệu, đồng hồ hiệu.